Bạn Long kể về câu chuyện tình yêu của bạn ơi nè. Đó là em đang nói chuyện tiếng Anh với bạn Sơn và chị Hào, bạn Trực Hào. Lúc đó tự nhiên bạn Thư kêu em dắt em qua một góc, bạn Thư nói là ê Long, hình như mình thích bạn gì đó, em xin ba một giây. Cười xỉu với cậu bé kể về mối tình đầu trước lớp, vừa mới chớm nở đã vội phải chia ly. Tình yêu trong sáng tuổi học trò chóng đến rồi cũng vội đi như tiếng trống trường giòn giã. Mới đây, thể theo yêu cầu của cô giáo, một nam sinh đã dõng dạc kể lại mối tình đầu đầy lãng mạn của mình khi được một bạn nữ tỏ tình trong lúc đang chơi ném banh với vài người bạn. Sau một hồi suy nghĩ, bạn nam cũng đã gật đầu. Thế nhưng đến chiều chợt nhớ tới lời cô giáo dạy, yêu sớm nổi mụn. Thế là bạn nam đã gửi lại cho bạn nữ một lá thư để chia tay. Nói là, ê Long, hình như mình thích bạn vậy đó, nghe em xin 30 giây. Lúc này mình nói là chắc mình thích bạn á. Xong rồi, trong ngày hôm đó luôn, lúc mà đang học cô kêu cái gì mà yêu đương sớm là có mụn nên em sợ mụn nên là em chán qua chia tay bình thường. Câu chuyện tình cảm, tâm lý xã hội đẫm nước mắt như phim Hàn Quốc kết thúc nhanh chóng chỉ vì cục mụn đã khiến cho nhiều người theo dõi cảm thấy vô cùng thổn thức. Mặc dù bên cạnh đó vẫn có một số ý kiến cho rằng việc đem câu chuyện tình yêu riêng tư ra kể trước lớp có thể làm ảnh hưởng đến tâm lý của bạn nữ, nhưng vẫn có nhiều người cảm thấy lớp học rất cởi mở. Không chỉ bạn nam mà ngay cả bạn nữ cũng sẵn lòng kể lại câu chuyện của mình nên không sao cả. Một số bình luận khác được cư dân mạng để lại: câu chuyện về Long Bad Boy và quá trình trở thành sách gơ của bạn nữ tên Thư. Cô nào dạy yêu đương sớm là có mụn, thế là bạn nhỏ mất người yêu. Xui cho em là dù em có không yêu thì em cũng sẽ có mụn nha. Anh năm nay 27 tuổi rồi mà còn chưa biết tình đầu là gì đây này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.